bước bốn thật nhanh nữa, thực đơn còn ăn mâm trộn mâm hai chị còn ba phút nhá, người bị ra mâm nhiều kinh thị chưa rồi kinh thị đầu tiên rồi cụ để mà làm đi cái gì ba gọi chị hay kinh thị thiên kể rồi thiên kể rồi mình dở ra để mình quay ra để mình xem có thiếu gì không mình quay hết ra mình đừng sợ thời gian trong bao lâu đầu tiên là địa điểm này thắng là thiết kế đầu tiên là địa điểm thắng thiết kế này dự kiến là mấy cái dự kiến là cái tiền không thời gian nữa điều này trong từ này thiết kế là trong kế hoạch kết thầy nguồn lực à nhân lực chỗ chi viện các bạn đi cái cảnh nó mau cần là chung nhau nha là nhân lực xong chưa các anh chị còn 2 phút thôi. Thì được tổ chức, tôi xin tổ chức. Xong chưa? Nếu các chị xong rồi, rồi. Tan gì? Không cần theo gì cả. Thời gian là gì? Tan gì để bàn tua. Tay chị để nấu. Ui vậy đấy. Thời gian đã đây rồi. Rồi, ok. Đấy, cứ viết chữ như thế cho nó nhanh thôi. Bạn đòi đùa gì đi rồi. Dậy lâu. Cần chưa? Cần chưa? Thôi, chẳng được, chẳng được. Nhiều quá chứ. Đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. Rượu bia. Rượu làm sao mà ấy được. À, đấy có đồ uống còn rượu bia đấy nó uống. Cái này bỏ em có thực đơn đấy, cái này bỏ này. Cái như bỏ anh bỏ đấy. Thực đơn khác mà số lượng thì nó liên quan đến nên. À, rồi ok. Bắt đầu xong. Rồi ok. Rất nhiều, hiểu chưa? Cái đi lẻ nó cho cái rồi ok. Rồi xong, em cảm ơn tất cả các anh các chị. Rồi. Bây giờ em mời tất cả đội xây nhà. Được chưa? Vâng. Đầu tiên là xin mời đội làm cỗ sang với đội xây nhà. Dạ, mời tất cả lớp mình sang đội xây nhà để xem họ chuẩn bị những gì cho buổi xây nhà. Đấy. Xin mời tất cả đội làm cỗ sang đây ạ. Sang đây giúp em được không ạ? Xin mời đội làm cỗ. Xem đội xây nhà họ làm gì nhá. Họ chuẩn bị cái gì ạ? Tiền. Em hỏi bao nhiêu? Em không biết, em chỉ hỏi là đội này chuẩn bị tiền, em hỏi chuẩn bị bao nhiêu tiền? 500 triệu. Đâu? 500 triệu của em đâu? Chưa biết. À, như vậy mình xây nhà là mình không hỏi lại. Dũng ơi, nhà to hay nhà nhỏ? Mọi người có hỏi là Dũng không? Mọi người có hỏi là Dũng không? Không hỏi. Không hỏi. Dũng bảo, ê, đi xây nhà đi. Không cần biết hỏi lại như nào. Chuẩn bị tiền. Bao nhiêu tiền? Mọi người đã hiểu ý Dũng nói cái này chưa? Tiền là tự mọi người bỏ ra hay bảo? Huệ ơi, em lo tiền xây nhà giúp anh nhá. Khác cái câu chuyện, chị nghe, Huệ, chị Chế, được, Huệ, 4 người chuẩn bị tiền, khác 1 người chuẩn bị tiền. Mọi người có đồng ý với Dũng như vậy không nhỉ? Như vậy mình không biết và không thèm hỏi lại. Ê, nhà xây như thế nào? Tiền nhiều quá, cho nên là đấy, có phải là ý đúng hay sai hả? Đúng. Ý quá đúng luôn. Ý quá đúng luôn, anh Phùng Anh nói. Đấy nhá, nhiều tiền quá không biết làm gì. Đây, phải thích bao nhiêu, ok. Địa điểm. Địa điểm, đúng nhỉ? Phải chốt lại xem là địa điểm xây nhà đâu. Ai là người quyết định địa điểm? Trong nhóm. Có ai quyết định địa điểm không? Xin tại thành phố Vinh thì thôi. À rồi, cũng chung chung luôn. Đúng không nhỉ? Thiết kế. Đấy nhỉ? Phải chuẩn bị bản thiết kế để chơi nhỉ? Thời gian xây trong bao lâu? Đúng không? 6 tháng, 1 năm khác nhau không? Nếu anh xây một cái nhà 6 tháng với xây một cái nhà 1 năm, tiền khác nhau không? Khác nhau rất nhiều. Để chơi nhỉ? Dụng cụ để làm là cái gì? Cuốc xẻng. Cuốc xẻng của em đâu? Nó cuốc xẻng. Cứ dụng cụ. Mọi người hiểu cái Dũng nói chưa? À, mình bắt đầu. Cái gì cũng chung chung. À, chung chung. Nhân lực. Bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Trong số người đó, ai là thằng nề? Ai là thằng mộc? Ai là thằng điện? Mọi người hiểu cái Dũng nói chưa? Không cần biết. Cứ phải nhanh nhanh cả đã. Được. Vật liệu. Em hỏi là vật liệu là xi măng Hải Phòng, xi măng Nghệ An, xi măng Sài Gòn, xi măng Hà Nội. Rất nhiều loại vật liệu. Mọi người hiểu ý Dũng nói không nhỉ? Điện, mộc, y chang như vậy. Đúng chưa? Mình không biết, chỉ biết là vật liệu. Giám sát. Hay quá. Đội này có một quả xây nhà. Giám sát. Ai phải giám sát? Có cần phải giám sát không? Theo một người xây nhà có cần giám sát không? Có. Có nếu không là cột điện không tí sắt nhà đúng không nhỉ? Vậy thì cái thằng giám sát có quan trọng không? Có quan trọng chứ.
rất hay, thẻ này tuyệt vời ông mặt trời. Quá tuyệt vời luôn. Nghiệm thu, có cần phải nghiệm thu không? Để nghiệm thu thì các chị phải làm một động tác là gì? Ôi giời. Đội ơn anh cho em xin thẻ đấy. Cái thẻ màu vàng đấy ạ. Về ơi giúp anh một thẻ đánh giá. Được chưa? Anh nghiệm thu anh phải đánh giá như nào nghiệm thu nó chứ đúng không ạ? Quá chính xác luôn. Đúng không nhỉ? Được. Anh cố gắng nhận cho em nghe được nhá. Anh cầm nó khác. Kiểu nghiệm thu đấy nó khác. Vậy thì mình phải giám sát và đánh giá. Hai hoạt động này giống nhau hay khác nhau? Giám sát khi nào, đánh giá khi nào? Đánh giá là khi làm xong. Còn giám sát khi nào? Trong khi đang làm. Có khi nào trước khi làm nhà đánh giá phát không? Không. Em sẽ nói nhá. Rồi. Mình thử xem nền nhà này cứng hay mềm. Để mình còn dự trù vật liệu là nhiều xi măng ít xi măng. Có đánh giá không? Có. Bắt đầu hỏi này. Em xây nhà này. Biết bảo vệ hôm nay bà không nhiều tiền không để cho mình vay bà cái nhỉ? Bà chế này hơi bị nhiều tiền vừa bán vàng xong. Ui, hàng vừa trúng sổ số. Minh Vĩ đánh giá bắt đầu xem là nguồn tiền mình dự kiến xây 500 triệu lấy từ đâu? Đúng rồi, đánh giá đấy. Được chưa? Nằm trong một cái khảo sát. Đấy là đánh giá ban đầu của chị hay gọi là khảo sát. Được không nhỉ? Trong quá trình mình xây này là mình vẫn làm giám sát và mình có đánh giá giữa chừng không? Xem nhà này có thay đổi không? Thiết kế có bản không? Nền móng thế nào đúng không? Vật liệu bây giờ giá cả có thay đổi không? Mới đầu bố mẹ bảo nhá, Trung tao cho mày 1 tỷ xây nhà. Hôm sau, Trung ơi xin lỗi nhá, phải lo đám cưới cho em gái. Năm nay tao chỉ cho mày 500 triệu thôi. Trung lo không? Có lo không Trung? Lo chứ bây giờ kiếm đâu ra 500 triệu để bù vào. Thiết kế ban đầu là 1 tỷ cơ mà. Mọi người bắt đầu phải xem xét. Ông nghe hiểu ý Dũng nói chưa? Thì những cái này, các anh chị, cái người mà đi xây nhà, họ có phải ngồi để lập ra một cái bản kế hoạch để xây nhà không? Có không? Vậy thì những cái này coi chị gọi là gì? Bằng chứng. Để lập được một cái kế hoạch xây nhà, đây chính là bằng chứng cho các chị phải chuẩn bị nó. Có đồng ý với em nhỉ? Bằng chứng này mình tự ngồi mình nghĩ ra được không? Không, vật liệu ở mình ra khảo sát chứ. Chị em, gạch được về chị bán bao nhiêu? Anh ấy, lần này anh gạch bán bao nhiêu? Ôi, chị thì bán rẻ hơn này, xin cái tình cảm cưới em gái. Chốt con này bán gạch cho mình. Bao nhiêu ý Dũng nói không nhỉ? Tiền, bà này nhá, vay nhá, phải có lãi 1%. Bà này, mày dùng bao nhiêu vô tư tình cảm sang đây chơi chị tí. Yeah. Ok không? Ok, chơi chị luôn. Mặc dù chị hơi nhàu tí nhưng vẫn ok. Được chưa nhỉ? Vậy thì câu chuyện mình bắt đầu mình đi bốc thuốc câu chuyện. À, bây giờ phải đánh giá xem là món này mình chuẩn bị đã ok chưa? Đồng ý với Dũng chỗ này không nhỉ? Đấy là câu chuyện mình phải chuẩn bị. Và cái này các anh chị đang thì cũng thở. Cái gì ạ? Không đi. Vậy bằng chứng nó là? Là bằng chứng là thông tin. Đúng nhỉ? Mục đích mình thu thập thông tin này để làm gì? Để làm bằng chứng. Mục đích có bằng chứng để làm gì? Để xây nhà. Thế thì em mới bảo nhá, tiếp tục này. Một bà này là cho vay tiền không lấy lãi, bà này cho vay lãi 1%. Vậy mình thu thập thông tin đó có thể hoặc là có quyết định là xây nhà hoặc quyết định không xây nhà. Có bao giờ chuyện đấy xảy ra không? Có không nhỉ? Có. Như vậy câu chuyện là thông tin đó ủng hộ hay là không ủng hộ cho kế hoạch của mình. Mời có đồng ý với Dũng chỗ này không nhỉ? Dạo này nhá, xin lỗi chú em nhá, lãi suất hơi cao đấy. 3% cơ. Mà bây giờ năng lực của mình chả không nổi, vậy thì mình có trì hoãn việc xây nhà không? Có. Như vậy thông tin bà này đưa ra là không ủng hộ để cho mình thực hiện kế hoạch đó. Mọi người đồng ý với Dũng cho này không nhỉ? Như vậy bằng chứng trả lời đầu tiên, bằng chứng phải là gì ạ? Thông tin. Và thông tin đó có hai mặt, một là hoặc là gì ạ? Hoặc là ủng hộ hoặc là không ủng hộ cho kế hoạch mình định làm. Mọi người đồng ý với em chỗ này chưa? Bây giờ xây nhà xong rồi thì mình phải làm gì? Liên hoan mở sang điền cỗ. Xin mời chị sang cỗ. Xem cái đội mà nó khao mình nhà mới nó như thế nào. Được không nhỉ? Bây giờ xin mời đội nhà mới nhá. Nhà mới dừng sang ăn liên hoan nhá. Là đội làm cỗ đâu rồi nhỉ? Mình chuẩn bị tiền. Có hỏi là làm cỗ bao nhiêu mâm không em? Có hỏi cho bao nhiêu người không? Đâu đâu, có hỏi cái người ra bài toán không? Cứ... Ôi giời, hỏi lúc nào? Cái ra đề đâu hỏi chưa? Cả nhóm hỏi rồi đấy. Rất là nhiều. Đúng rồi, câu chuyện là gì? Mình phải hỏi người ta. Giống như tất cả những gì Dũng vừa phân tích với nhóm trên nhà. Đúng chưa?
đội làm cỗ cũng phải làm cụ thể chi tiết không chung chung thì mình mới dự trù được, đúng không nhỉ? Cho họ chuẩn bị tiền, thực đơn, bao nhiêu món, trong thực đơn đã trả lời bao nhiêu món chưa? Rồi. Trong thực đơn có thể trả lời bao nhiêu món không? Nó là món gì có không? Số lượng để làm được thực đơn đấy phải chuẩn bị bao nhiêu loại thực phẩm, đồng ý không nhỉ? Muốn thực phẩm này thì bây giờ có hai nguồn thực phẩm để cung cấp, một là ở đâu? Một là ra chợ, hai là gọi điện thoại cho người thân à? Hàng ơi, nhà mới có đàn gà mang đây làm bữa cỗ mừng nhà mới nhá. Hiểu ý Dũng nói nhỉ? Tiết kiệm được khoản tiền đi chợ đúng không? Như vậy từ đáng nhẽ là mình phải làm cỗ là một 10 triệu, đội kia nó mang gà cho mình bớt được 1 triệu. Mừng không? Nhưng có được kê đấy là một khoản tiền 1 triệu để cho làm cỗ không? Có chứ, không thì nó đòi gà về cho anh ngay, nó tát cho văng gà ra khỏi miệng ngay, được chưa? Vẫn tính là tiền đúng không nhỉ? Nhưng khoản tiền đấy là được tặng, đúng không nhỉ? Mình giữ chú bữa cỗ mà. Tiếp theo này, đi chợ, được chưa? Hoặc sang nhà hàng xóm bắt trộm con gà. Có người nấu phải phân công người nấu không? Chị chuyên nấu món gà xé phay nhá, anh chuyên nấu món canh chua cà lóc chưa, được chưa? Phân công không? Có phân công không? Có, rõ ràng. Bà này đi mua gia vị cho em chưa? Không thiếu gia vị là hỏng. Bàn ghế có không? Có. Thời gian, khách mời, địa điểm. Tuy nhiên tất cả hai nhóm đều giống nhau ở một chỗ. Đó là mình làm sao? Chung. Không thực tế. Chung. Đúng không nhỉ? Mình cứ đề ra là chung. Và chỗ này mình quên đặt câu hỏi. Cái người ra bài toán cho mình: anh ơi cho em hỏi chỗ này em chưa rõ. Vậy thì quay lại cuộc sống của mình, quay lại chính công việc mình đang làm việc. Đã bao giờ các chị hỏi lại sếp: sếp ơi cho em hỏi cụ thể của yêu cầu này là gì? Chị đã làm chuyện đó bao giờ chưa? Chưa. Hỏi đến bảo chém mày cho mày nhì đi chuyện. Em cảm ơn anh. Tất nhiên cái này nhá, em xin lỗi, ở đây là mình không là không có gì là đánh giá không gì cả, mà đây chúng ta đang học với nhau để chúng ta đang hướng tới nội dung học tập của mình, được không ạ? Rất mong các chị thẳng thắn. Vậy thì câu chuyện khi chúng ta không hỏi lại thì chúng ta làm kế hoạch một kiểu, và khi trình cho sếp sao có bảo mày làm cái này, đúng không nhở? Làm việc thế này à, đúng không nhở? Lại điều chỉnh lại kế hoạch đi. Mừng có đồng ý với em chỗ này không nhở? Xây nhà đáng nhẽ tao bảo mày làm 1 tỷ, bây giờ mày có 500 triệu về mày xây đi. Mọi người hiểu ý em nói không? Như vậy hai bên đặt ra bài toán và bên giải bài toán không có tiếng nói chung. Và cái điểm yếu nhất của người Việt mình đó là sợ sai. Có đúng không ạ? Mình hỏi ra mình sợ sai. Các chị để ý nhé, từ mẫu giáo mình đi học, phản xạ đầu tiên ngồi vào lớp học là ngồi cuối lớp. Sợ ngồi đầu lớp thầy giáo hỏi gần thầy dễ bắt, đúng không nhỉ? Phản xạ đầu tiên của người Việt. Tiếp theo phản xạ khi nói, mình sợ sai mà. Trên bóng nói: ông này chuyên trách S 20 năm thế mà ông nói câu đấy. Sợ không? Có sợ gì đó. Bắt đầu mình sợ phản xạ. Cho nên Dũng không có ý gì cả, em chỉ mong mọi người thay đổi một chút thôi. Thay đổi về thái độ trước. Thay đổi thái độ trước. Không biết là có nên hỏi sếp không nhỉ? Cái này khó quá, mình không hiểu. Mình không hiểu thì mình phải hỏi sếp. Có nên hỏi sếp không nhỉ? Lăn tăn đến phòng sếp. Không được. Mẹ ông bùi mình về chết, mình chửi mình ngu, thôi về. Anh Dũng ơi, giúp em phát. Dũng lúc đấy là ỏ ye rồi. Không hiểu ý em nói chưa? Vậy các anh chị có đồng ý với em một câu: mình có cần phải thay đổi thái độ trong khi lập kế hoạch không? Có. Đây có phải là những bằng chứng cho mình lập kế hoạch làm một bữa cỗ không? Có không ạ? Vậy câu hỏi của em, bằng chứng đã trả lời rồi. Vậy thế nào là lập kế hoạch dựa trên bằng chứng? Phân tích, đánh giá. Để phân tích, để đánh giá, để làm gì nữa? Lập kế hoạch. Đưa ra cái gì ạ? Đưa ra quyết định làm hay không làm, đúng không nhỉ? Làm hay không làm và làm như thế nào? Thì cái dựa vào cái tình hình đặc điểm của đơn vị và cả cái mục tiêu của cái tên, và đặc biệt nhất là dựa vào cái nguồn lực về tổ chức bộ máy, là các cái nguồn lực hỗ trợ, rồi vật lực về trang thiết bị, kinh phí để mà lập kế hoạch. Thứ hai là cái xác định mục tiêu, thì nó dựa vào cái cả cái mục tiêu mà mình qua cái quá trình mà mình triển khai, và cái tiến độ, đặc biệt nhất là cái mục tiêu quan trọng nhất là cái vấn đề là cái tỷ lệ mà nhiều hàng đi trong cộng đồng, rồi là cả cái hồi quý mà để mình xác định cái ưu tiên để mà trong đồng hành mình triển khai trong cái thời điểm, từ cái tức là cái thời điểm có thể ngắn hoặc dài,
và đây là nguồn lực có thể là đạt được cái đó thời điểm đấy. Thì thứ hai là ở từng cái địa bàn địa phương nó có những cái khác nhau, rồi từng cấp huyện rồi về xã thì đó này khác nhau. Tất nhiên mình lập thì chung tất cả huyện, nhưng có những cái những cái điểm nào mình có thể nó để đạt được của đơn vị nào đó, một vài đơn vị nào hoặc là tổng thể của đa số các đơn vị nào đó, một người chúng ta kéo kém được cái tỷ lệ của cái đơn vị trung tâm, sau đó thì có đơn vị là lao động thương xã hội, rồi là công an, rồi là thanh niên, các cái tổ chức chính trị xã hội khác nữa, thì đến thì nó là cùng trên tinh thần phối hợp nhiều cái nội dung mới sách và cả cái buổi triển khai thì đến cái cả cái chương trình để rồi cả cái dự án và những cái nó phù hợp của cái nguồn lực địa phương thì có thể có những cái buổi triển khai, cái có cái giải pháp và cả cái buổi triển khai thực hiện.